xin chào các bạn chào mừng các bạn đến với kênh ham học vạch của mình trong cái video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để các bạn có thể tra cứu được cái mức tiêu thụ điện năng của gia đình các bạn từng tháng một và xem cái chỉ số câu tơ hoặc là cái hóa đơn tiêu thụ điện năng của gia đình các bạn qua cái trang chủ của điện lực việt nam thì đầu tiên thì các bạn sẽ vào cái trình duyệt web cho mình và các bạn sẽ viết tắt của chăm sóc khách hàng các bạn viết là cskh chấm đây lpc lpc chấm đây. Và các bạn nào ở miền Bắc thì các bạn sẽ chọn miền Bắc, như mà mình là miền Bắc mình sẽ chọn miền Bắc. Các bạn nào ở miền Nam các bạn sẽ chọn miền Nam, các bạn nào ở miền Trung thì các bạn cũng sẽ chọn ở miền Trung. Mình ở miền Bắc mình sẽ chọn vào đây. Trang chủ của điện lực miền Bắc đây. Sau đó mình sẽ vào cái trang chủ này. Và ở đây sẽ xuất hiện thì các bạn muốn tra chỉ số hóa đơn các bạn sẽ chọn vào đây. Đó. Và mới đầu thì các bạn cần phải đăng nhập vào cái trang chủ này. Thì các bạn sẽ tên cái đăng nhập này chính là cái mã khách hàng được in ở trên cái hóa đơn tiền điện và cái mật khẩu này chính là cái số điện thoại mà đăng ký với điện lực. Thì các bạn nào chưa có mật khẩu này các bạn có thể soạn tin là dùng cái số điện thoại đăng ký với cái điện lực thì các bạn sẽ chọn soạn CM cách mã khách hàng, tức là cái mã khách hàng được in trên hóa đơn tiền điện và gửi đến đầu số là 8079. Đó, các bạn nào chưa có mật khẩu thì các bạn sẽ làm như vậy. Và giờ mình cũng sẽ sẽ đăng nhập đây. Cái mã khách hàng của nhà mình đây và cái mật khẩu chính là cái số điện thoại nhà mình đã đăng ký về điện lực và các bạn sẽ điền cái mã code vào đây các bạn đăng nhập và lưu ý là khi các bạn đã đăng nhập được rồi các bạn nào mà có muốn thay đổi cái mật khẩu thì các bạn sẽ chọn vào cái hình đầu người ở trên góc cùng đây đó các bạn sẽ chọn vào thông tin tài khoản và ở dưới đây sẽ có phần là thay đổi cái mật khẩu thì các bạn sẽ thay đổi được cái mật khẩu ở đây các bạn sẽ điền theo cái mật khẩu cũ của bạn là gì và cái mật khẩu mới các bạn muốn đặt và nhập lại mật khẩu, sau đó các bạn sẽ cập nhật thì các bạn sẽ đổi được cái mật khẩu. Ta mình sẽ thoát ra. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để tra cứu cái mức tiêu thụ điện năng của gia đình mình. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào cái phần là tra cứu chỉ số và hóa đơn, các bạn sẽ chọn vào đây cho mình. Và ở đây các bạn sẽ chọn tức là kỳ 1 tháng 7 năm 2021 thì mình sẽ chọn vào tháng 7 mình tra cứu và đây, ở trên đây có cái ô tra cứu các bạn sẽ chọn ở đây. Mình sẽ xoay ngang để cho các bạn nhìn rõ hơn. Đó, đây là chính là cái mã khách hàng, cái số hóa đơn, CG ký hiệu, tổng tiền. Tháng 7 của nhà mình là hết 1 triệu 238 000 Và loại hóa đơn tiền điện. Và các bạn để muốn xem uh, thể hiện chi tiết thì các bạn để ý, trên đây có cái đây các bạn để ý là có cái hình kính nút thì các bạn sẽ chọn ra cho mình. Đó, đây sẽ là cái hóa đơn chi tiết của gia đình nhà mình tháng 7. Đây, các bạn nhìn đây, tên khách hàng, điện thoại này và chỉ số mới này, chỉ số cũ này, đều có hết nhá. Hoặc cái mức tiêu thụ điện năng của tháng trước so với tháng nay Và đây là cái bậc số tiền điện, tổng số tiền cần thanh toán. Đó. Và đây là mã khách hàng, số tiền thanh toán và hạn thanh toán là đến 26 tháng 7. Và khi các bạn cần tra của tháng 6 hay là tháng 5 thì các bạn cũng sẽ chọn lần lượt vào cái ô này, các bạn muốn tra cứu. Ví dụ mình muốn tra tháng 6 thì các bạn cũng sẽ chọn vào tháng 6 đây. Và các bạn sẽ tra cứu đó vậy là mình cũng đã tra cứu được tất cả các tháng trước đó vậy là cái video vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn cách để tra cứu cái mức tiêu thụ điện năng các tháng của gia đình các bạn và các bạn có thể xem được cái mức tiêu thụ điện năng lần lượt từng tháng một và chỉ số công tơ hoặc là số tiền cần thanh toán xem xong cái video này các bạn thấy cái video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để theo dõi những cái video chia sẻ tiếp theo của mình à, mình xin cảm ơn.